Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm con rắn các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm con bọ cạp nha các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm con trổ. Như vậy là sản phẩm con rắn của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Còn đây nữa, sản phẩm con bọ cạp của mình cũng đã hoàn thành. Mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm con trồn đấy các bạn ơi. Mình xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tung một sản phẩm lọn nhựa nha các bạn ơi. Con lọn nhựa này. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tung một sản phẩm bác sĩ Thúy. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tung một sản phẩm cái kẹo candy. Candy là cái kẹo này. Candy.
Như vậy là sản phẩm làm nhựa của mình thì đây là kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Còn đây sản phẩm cái kẹo của mình cũng đã hoàn thành. Mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm bác sĩ thú y của mình cũng đã hoàn thành. Mình xin chào tất cả các bạn.